Sáng nay, phường Nam Chương, quận Hải Châu tổ chức lễ tế vong linh các anh hùng nghĩa sĩ tại nghĩa trụ Phước Ninh, phường Nam Chương, quận Hải Châu. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến. Với những giá trị lịch sử văn hóa đặc biệt, nghĩa trụ Phước Ninh được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1988 và hiện nay đang được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là bảo vật quốc gia. Thời gian qua, phường Nam Chương đã nêu cao trách nhiệm, thường xuyên chăm sóc, bảo quản, tu bổ di tích. Đồng thời, từ năm 2022, chọn ngày 15 tháng 8 hàng năm làm ngày lễ tế vong linh các anh hùng nghệ sĩ, nhằm phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ các anh hùng nghệ sĩ đã hy sinh trong buổi đầu kháng Pháp, giáo dục thế hệ trẻ truyền thống bất khuất của cha ông ta. Lễ tế đã diễn ra trong không khí trang nghiêm theo các nghi thức truyền thống của dân tộc Việt Nam. Sau các phần nghi thức, các đại biểu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và địa phương đã dâng hoa dâng hương để tưởng nhớ công lao và sự hy sinh của các vị anh hùng nghĩa sĩ.